Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 122 Người Giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngay trong các đồng tu Có không ít đều đã thọ qua Bồ Tát Giới Thọ qua năm giới Bồ Tát giới nếu nói đến mười thiện Luôn luôn là xem nhẹ nó Không hề lưu ý đến Nào biết được Mười thiện Là nền tảng của năm giới Không có mười thiện Bạn làm sao có thể Có năm giới Người từ chỗ nào mà học, nhất định phải từ nghe chỗ này mà học. Đại sư ấn quang. Đối với căn tánh chúng sanh hiện đại chúng ta, ngài quá hiểu rõ, quá tường tận. Cả đời ngài thị hiện chính là làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Bạn thấy ngài dạy người. Từ chỗ nào mà học? học từ Liễu phàm Tứ Huấn. Liễu phàm Tứ Huấn nói cái gì? Tin sâu nhân quả. Liễu phàm Tứ Huấn là dạy chúng ta khóa trình tinh sâu nhân quả. Dạy chúng ta học cảm ứng thiên. Cảm ứng thiên là dạy cái gì? Chính là thập thiện nghiệp đạo đoạn ác tu thiện. Thập thiện nghiệp đạo của nhà Phật đều bao gồm hết cảm ứng thiên. Cho nên nó là nền tảng của nền tảng Phật pháp đại thừa, căn bản của căn bản. Và nói xem quan trọng cỡ nào. Ngày nay chúng ta nói không sát sanh Thật có thể làm đến được hay không? Ta không sát hại mạng của chúng sanh Có làm cho chúng sanh phiền não hay không? Còn có ý niệm Hành vi làm cho tất cả chúng sanh Vì ta mà sanh phiền não Cái nợ này Cũng tính vào trong điều Sát sanh Càng huống hồ Ở trên Kinh Phật nói Chúng sanh là có hai sinh mạng Một cái là sinh mạng Một cái là huệ mạng Giết hại sinh mạng của người Cái tội đó không xem là rất nghiêm trọng. Nếu đoạn huệ mạng của chúng sanh vấn đề này thì nghiêm trọng. Chúng ta trong vô tình hữu ý có phải là thường hay tạo tác hay không? Không dễ dàng. Các vị nếu như muốn đem nội dung mười điều này làm cho rõ ràng đó chính là một bộ thái thượng cảm ứng thiên hội biên hoặc giả các vị đi đọc sa di luật nghi tăng chú ở trong đó nói được rất tường tận nội dung rất phong phú bạn đều phải thấu hiểu đều phải tường tận đều phải ghi nhớ bạn mới biết được làm thế nào học tập phật pháp nhất là người xuất gia xuất gia bắt đầu học từ chỗ nào vậy hành môn bắt đầu làm từ sa di luật nghi tại gia là thập thiện nghiệp đạo sau đó mới là tam quy ngũ giới chúng ta ở ngay chỗ này không hạ công phu không xây dựng nền tảng kiên định cho nên chúng ta tu hành công phu không có lực nguyên nhân chính ngay chỗ này ngày nay chúng ta ở chỗ này nói sở hữu thiền căn chúng ta nghĩ tưởng xem chúng ta lấy đâu ra thiền căn chí tâm không có thiền căn cũng không thấy người khác nghiệp phật giảng sanh chúng ta chính mình không nắm chắc được phần nào đã tu tập nhiều năm như vậy không có chút tin tức nào vẫn không thể giác ngộ vẫn không thể quay đầu trong kinh giáo thời gian dài đến như vậy những nhân tố đạo lý này chúng ta đều có thể lý giải đều có thể tưởng tượng ra được cùng chính mình khởi tâm đồng niệm tất cả tạo tác đối chiếu lại một chút liền phát hiện lỗi lầm của chúng ta rốt cuộc ở ngay chỗ nào mười thiện chúng ta đầy đủ mấy điều năm giới mười giới đây không nói nhiều chúng ta chân thật có thể thọ trì lại có mấy điều ngày ngày vẫn đang cầu phật bồ tát bảo hộ cầu hộ pháp thiện thân ủng hộ làm gì có đạo lý này chúng ta rất rõ ràng có thể được chư phật hộ niệm long thiên thiện thần bảo hộ đó là tâm hạnh tương ưng mới làm được không nên nói phật bồ tát thần hộ pháp nhưng vừa rồi mới nói ngay đến quỷ thần chúng cũng tôn kính đối với người thiện chúng cũng ghét bỏ đối với người ác Đây đều là những sự thật Ngàn dạng lần Chính xác Nếu chúng ta không chân thật hồi đầu Chân thật sám hối Ngay đời này thật đáng tiếc Đây này bạn để luống qua Ở trên Kinh Phật nói Được thân người nghe Phật Pháp Thật không dễ dàng Thân người Dễ mất mà khó được Phật Pháp càng không dễ dàng gì có được chúng ta ở ngay trong một đời này có được cơ hội duyên phận thù thắng như vậy người biết được trân trọng người này ở ngay trong đời này thành tựu người không biết được trân trọng luống qua không tuy là pháp môn này Pháp môn dạng người tu dạng người giảng sanh Thèn chốt Chính ngay Chí tâm Cùng thiện căn Mà Thích Ca Mâu Phật Ở Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Chân thật Dạy bảo Đối với phu nhân Di Đề Hy Chúng ta nhất định không thể quên đi Mỗi giờ mỗi phút để ở trong lòng Y giáo phụng hành Tình nghiệp tam phước là Chánh nhân tịnh nghiệp ba đời chư Phật Cũng chính là pháp môn vô lượng vô biên Cho dù bạn tu một pháp môn nào Thành tựu Phật quả cứu cánh nền tảng của bạn đều là ba điều 11 câu 44 chữ này nếu như bạn không đầy đủ điều kiện này không luận tu học pháp môn nào đều không thể thành tựu thiện căn của thế pháp bạn được quả báo trời người không thể đọa ba đường ác phước thứ nhất bốn câu mười hai chữ bạn phải chân thật làm đến được hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu mười nghiệp thiện Chúng ta nghĩ lại xem chúng ta có làm được hay không. Đây chính là thiện pháp trong sáu cõi. Cho nên nghĩ lại rất khó. Nếu như trong sáu cõi ba đường thiện, chúng ta cũng chưa nắm được phần Nếu muốn ra khỏi ba cõi Nếu muốn giảng sanh Không thể nào được Quyết định không thể nào Đây là giáo huấn chân thật của Như Lai Phật nói được rất rõ ràng đến như vậy Nói được tường tận đến như vậy Chúng ta tương lai đọa là Nhất định không thể trách Phật Chỉ có thể trách chính mình Xem thường quá sơ ý Đem lời giáo huấn của Phật Xem thành gió thoảng qua tay Không có giờ phút nào nghĩ đến nó Không hề nỗ lực đi làm Cho nên mới đọa lạc Hình tướng đọa lạc Xin nói với các vị Ngay hiện tiền liền thấy được chúng ta xem qua gương xem xem chính mình có giống một người hay không tỉ mỉ mà xem qua là tướng người hay là tướng quỷ tướng người là gì vậy năm giới mười thiện đều làm được là tướng người năm giới mười thiện không làm được tham danh tham sắc tham lợi Tham là tướng quỷ Sân hận đố kỵ Tướng địa ngục Ngu si Ngay đến tà chánh phải quấy Thiện ác lợi hại Đều không làm rõ ràng Thì tướng súc sanh Mỗi ngày xem gương Có phát hiện hay không Trong tấm gương rút cuộc là cái gì Cho nên tu hành cái sự việc này Nói có Thật khó Nói dễ cũng rất dễ Khó dễ đều ở nơi một niệm của chính mình Khắc phục được phiền não Tập khí của chính mình Không khó Tùy thuận phiền não tập khí của chính mình Vậy thì quá khó Vô cùng khó nơi chúng ta cúng dường phật gọi là đại hùng bảo điện đại hùng là ý nghĩa gì vậy người bình thường không làm được họ có thể làm được đây là đại anh hùng người bình thường không làm được là gì vậy khắc phục phiền não tạp khí của chính mình phật có thể làm được họ có thể đem phiền não tập khí khắc phục cho nên họ gọi là đại anh hùng do đây có thể biết nếu như chúng ta có thể đem phiền não tập khí khắc phục được chúng ta cũng là đại anh hùng anh hùng hào kiệt chân thật Nên nhà Phật gọi là anh hùng hào kiệt Là từ nơi đoạn phiền não mà nói Từ nơi đoạn tập khí mà nói Cũng đồng một danh từ Phật nói được rất sâu, rất rộng Chúng ta phải có thể thể hội được Từ thiện thế gian định đặt cái nền tảng này. Chúng ta lại học Phật. Phật là đại thiện của xuất thế gian. Học từ chỗ nào vậy? Tam quy ngũ giới. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Chúng ta nghĩ lại xem chúng ta có làm được hay không? Đây là bước đầu vào cửa Phật. giống như đi học vậy học sinh tiểu học năm thứ nhất chúng ta nghĩ xem có làm được hay không tam quy quy là quay đầu hồi đầu y là nương tựa quy y Phật cái ý nghĩa này từ mê hoặc điên đảo quay đầu lại y tự tánh giác gọi là quy y Phật chúng ta từ sớm đến tối có phải tu học như vậy hay không có phải vào cảnh giới này hay không pháp là chánh tri chánh kiến Quy y Pháp Chính là Từ tà tri tà kiến Quay đầu lại Nương chánh tri chánh kiến Đây là tôi thường hay khuyến khích các đồng tu Phải đem dòng tưởng Chấp trước Thành kiến của chính mình Thảy đều buông xả Y theo dạy bảo của Phật Đây là quy y Pháp tăng là sáu căn thanh tịnh không nhiễm một trần là vậy chúng ta từ tất cả ô nhiễm quay đầu lại nương vào tâm thanh tịnh đây gọi là tam quy y cho nên người chân thật quay đầu lại đời sống của họ là đời sống của giác chánh tịnh không giống như Phạm Phu Đời sống của Phạm Phu là Mê tà nhiễm Chúng ta nghĩ lại xem Ngày nay chúng ta trải qua đời sống như thế nào Vẫn cứ là Mê tà nhiễm Thì phải cảnh giác Chúng ta học Phật Học sai rồi Không phải Phật sai Ta chính mình sai Phật dạy không hề sai Ta không y giáo phụng hành Làm thế nào Dĩnh thoát Mê tà nhiễm Hướng về giác chánh tịnh Đó chính là Thế Tôn 49 năm Một đời giảng dạy Phật chính là dạy chúng ta sự việc này Phương pháp của Phật Dạy khéo léo cực diệu Phương pháp cũng quá nhiều quá rộng Chúng ta chỉ cần học được một hai thứ Cả đời liền thọ dụng bất tận Đáng tiếc là Chúng ta luôn tùy thuận theo phiền não Rất muốn tùy thuận giáo huấn của phật vẫn cứ không làm được ở trong cái tình hình này chúng ta có nỗ lực phản tỉnh kiểm điểm hay không phải tìm ra cái nguyên nhân này đây chính là người biết học phật người thật dụng công sau khi tìm ra được cái nhân tố này tiêu trừ đi cái nhân tố này chướng ngại của chúng ta liền không còn người thế gian việc này người xưa nói lỗi lầm rất dễ phạm chính là giọng ngữ lừa gạt người, hữu ý vô ý. đã tạo thành tập quán. có thể từ chỗ này quay đầu lại. dùng tâm chân thành đối nhân sự thế kiếp vật. không có một chút ý niệm lừa gạt người khác. Đương nhiên càng không có hành vi Lừa gạt người khác Đại Nho Triều Tống Tư Mã Quang Đó cũng là người học Phật Rất có thành tựu Đây là cư sĩ tại gia Khi ông vào cuối đời Đem nhà của ông chính mình ở Quyên Hiến Cho Làm tự miếu Ông nói với người Cả đời ông Công phu có lực nhất Chính là Không giọng ngữ Vậy chúng ta phải nghĩ lại xem Tại vì sao chúng ta phải lừa gạt người Thường hay khởi giọng ngữ Thường hay gạt người Gạt người rồi sau đó nghĩ lại Nên nghĩ lại xem Tại vì sao ta phải đi gạt họ Tìm cho ra nguyên nhân từ ngay chỗ này mà sửa lỗi phải thật sửa gạt người luôn có lý lẽ trong đó lý lẽ gì vậy vì lợi ích của chính mình giữ lấy lợi ích của chính mình kỳ thật lợi ích của chính mình không cần giữ gìn vì sao vậy bỏ cũng không mất nếu bạn muốn nghĩ hết cách để giữ gìn càng giữ thì cái dòng đó càng nhỏ lợi ích của bạn liền nhỏ càng sợ chảy mất thì lại khóa chặt một chút là nhỏ hơn càng giữ gìn thì càng nhỏ đến sau cùng lợi ích của chính mình không còn trống không nếu muốn chính mình chân thật giữ được lợi ích của chính mình phải mở rộng càng lớn lợi ích càng to đây là thật không phải là giả nếu các vị muốn tiền tài tiền tài từ do đâu mà có do bố thí mà có ở ngay chỗ này các vị rất rõ ràng xem thấy cư sĩ lâm ngày ngày tu đại bố thí Cho nên tài nguyên của cư sĩ Lâm ùng ùng mà đến. Giống như dòng nước của Trường Giang, muốn ngăn cũng ngăn không được. Cho nguyên nhân gì vậy? Bố thí mà có được quả báo. Nếu như tâm lượng của họ nhỏ, người ta đến ăn một bữa cơm. Xem xem họ có quyên một ít công đức hay không. Vậy thì tài của họ cũng không có. Mỗi ngày cúng trai của họ Sẽ không thể làm được Họ là hoan hỷ bố thí Mỗi một người đến ăn đều hoan hỷ Cho dù bạn tin Phật hay không tin Phật Bạn mắng Phật, nhục mạ Phật Hận Phật Đến ăn cơm đều mỉm cười, nghinh đón Cho nên họ mới có thể hưng dường thế pháp, phật pháp cùng một đạo lý. cho nên nếu bạn muốn có tiền tài, tận lực bố thí càng thí càng nhiều, không chút bỏng sẻn, thì tiền tài của bạn khắp thiên hạ. Việc này là Phật dạy cho chúng ta. Nếu bạn muốn được thông minh trí tuệ thì tu pháp bố thí. Hoan hỷ vì người diễn nói. Bạn được trí tuệ. Nếu bạn muốn được khỏe mạnh sống lâu, ưa thích sửa lỗi, ưa thích sám hối. Cho nên quả báo như thế nào? Nó có nghiệp như thế đó. Nhân và quả nhất định tương ứng trồng nhân thiện nhất định được quả thiện tuyệt đối không thể nói trồng nhân ác sẽ được quả thiện không hề có việc này nhân thiện được quả ác cũng không thể có sự việc này nhân quả nhất định là tương ưng chỗ này cũng phải chí tâm tin ưa mới có thể làm được. Nếu không mà nói, từ trên kinh xem thấy Phật giáo huấn như vậy, chính mình nửa tin nửa nghi, lại muốn làm lại không dám làm. Cứ như vậy, quả báo không thể nói không, không rõ ràng, không hiển lộn. cho nên nhất định phải tu học đúng lý đúng pháp bố thí quyết định không cầu quả báo quả báo chính mình cảm đến bố thí không phải ham muốn quả báo ham muốn quả báo cái tâm này không thiện có rất nhiều người Ở trong nhà Phật tu Phước Nghe nói cái gì Tu Phước nhà Phật Được Phước nhanh nhất Hơn nữa rất lớn Một vốn dạng lời Xã một được dạng báo Mọi người đều đến nhà Phật quyên tiền Sau khi quyên rồi Chính mình cũng không phát tài Cũng không thăng quan Số tiền này ném vào trong nước Trống không rồi đó là gì vậy tâm bất thiện đi làm một ít việc thiện cho nên không thể nói họ không có quả báo quả báo rất nhỏ không thể tính kể quả báo lớn thì tâm lượng phải lớn tu thiện quyết không cầu quả báo quả báo vẫn đặc biệt đến được lớn cũng đặc biệt đến được nhanh việc này kỳ lạ kỳ thật trong đây có đại đạo lý phạm phu thông thường chúng ta ngu si không hiểu thấu trong đây có đại đạo lý cho nên sau khi thâm nhập kinh tạng dần dần bạn liền hiểu rõ sau khi tường tận tính tâm của bạn liền kiên định y theo giáo huấn của phật mà làm càng làm càng tự tại càng làm càng hạnh phúc càng làm càng mỹ mãn ở trên kinh phật đã nói chúng ta đem nó chứng minh đối hiện rồi hoàn toàn thực tiễn ở ngay trong đời sống của chính mình khiến đời sống của chính mình cùng giáo huấn của phật dung thành một mảng chúng ta trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Không còn trải qua ngày tháng khổ của sáu cõi luân hồi. Đời sống hiện tiền. Không luận là giàu có hoặc là bần tiền, bạn đều sẽ trải qua được sức tự tại, sức là hạnh phúc. Bạn không sanh phiền não. nhu cầu của đời sống bạn sẽ càng lúc càng ít càng ngày càng tự tại trong phật pháp chúng ta có trì ngọ có nửa ngày ăn một bữa mức nhu cầu đời sống càng ngày càng ít hôm trước chúng ta ứng lời mời của hiệp hội hồi giáo cùng tụ hội với họ Trong hồi giáo có một vị đại đức ông nói với tôi ông năm nay 75 tuổi ông cũng giảm ăn thân thể rất là khỏe mạnh ông nói với tôi Ông buổi trưa không ăn cơm. Buổi sáng ăn một ít, buổi tối ăn một ít. Nhà Phật chúng ta là buổi trưa, buổi trưa ăn cơm, ông sáng sớm ăn một ít, buổi tối ăn một ít. Buổi trưa thì không ăn thứ gì. Thân thể khỏe. Ông thấy tôi rất là hoan hỷ. cho nên đời sống vật chất càng ít càng tự tại không phải gánh nặng không tích lũy có dư ra đem cúng dường một số người thiếu kém những người nào thiếu kém những người nào cần đến giúp đỡ họ giúp đỡ người tùy duyên tùy phận rất là tự tại không cần bạn phải có nhiều đồ ngày ngày mang ra bên ngoài ai cần đến đó cũng là phan duyên vậy thì mệt người phật pháp nói với chúng ta luôn ở một chữ duyên bạn có thể đem cái chữ duyên này khai mở ra ngộ nhập rồi bạn liền sẽ rất tự tại chân thật là các tổ sư đại đức đã nói ngay trong một đời như lý như pháp tùy thuận tánh đức đây là nói thiện căn của chúng ta thiện không thể không tu phải ngày ngày tu nó mới có thể có gốc cái ý sanh gốc này phải nuôi thành thói quen hành thiện nuôi thành một thói quen hiếu thiện tập quán hành thiện cái tập quán này rất kiên cố cứng nhắc không thể nhổ vì cái thiện của ta liền có gốc ưa thích giúp đỡ người người chân thật ưa thích giúp đỡ người khác liền sẽ nghĩ được rất chu đáo chúng ta muốn giúp đỡ người có lúc không nghĩ được rất chu đáo đó là gì vậy cái thiện đó của chúng ta không có gốc thật có gốc đem lợi ích của người khác nghĩ là lợi ích của chính mình thì bạn sẽ nghĩ được chu đáo phàm phu nghĩ tưởng đối với chính mình nghĩ được rất chu đáo còn của người khác thì sơ sài qua lo từ ngay chỗ này cũng có thể quán sát được chính mình tự tư tự lợi cái vọng tưởng này xả bỏ được bao nhiêu tâm nguyện giúp người khác của bạn thêm lớn được bao nhiêu đều ở ngay trong cuộc sống thường ngày có thể thấy ra được không khó thấy ra được rất dễ dàng thấy được thế nhưng chính mình luôn luôn xem thường cái xem thường này chính là mê mê mà không giác Nhà Phật nói đến trí thiện Nói đến chân thiện Đó là câu thứ ba của Tam Phước Phát tâm Bồ Đề là chân thiện Phát tâm Bồ Đề là gì? Phá mê khai ngộ Tâm giác ngộ gọi là tâm bồ đề Bồ đề là tiếng phạn Ý nghĩa là giác ngộ Không còn mê hoặc Hay nói cách khác Đối với Hiện tượng y chánh trang nghiêm Của mười pháp giới Rất rõ ràng Rất tường tận Không còn mê hoặc Không còn chấp trước Mê thì có chấp trước. Người không mê quyết định sẽ không chấp trước. Cho nên, từ trong phân biệt chấp trước mà quán sát trình độ giác mê của chúng ta. Từ ngay chỗ này mà quán sát. Nếu như chúng ta đối với tất cả cảnh giới phân biệt chấp trước Năm nay đích thực là tan nhạt hơn Năm trước một ít Đây là bạn có tiến bộ Nếu như chúng ta phân biệt chấp trước Đối với tất cả Pháp Năm nay vẫn giống y như năm trước Vậy thì bạn không chút tiến bộ nào Nếu như nói năm nay Còn nghiêm trọng hơn năm trước Cái chấp trước này còn kiên cố hơn Vì bạn đã thoái chuyển rồi Nếu như chúng ta không nỗ lực phản tỉnh, Không nỗ lực kiểm điểm Thì bạn làm sao có thể tiến bộ Ngũ căng Sau chữ tính Chính là tinh tấn Sau tinh tấn Là niệm Ở trong tình tông niệm cái gì Là niệm Phật ở trong pháp đại thừa thông thường niệm tự tánh sau đó mới có thể thành tựu định huệ định huệ chính là tịch chiếu mà trên kinh đại thừa thường nói tịch là định chiếu là huệ tịch nhi thường chiếu chiếu nhi thường tịch Bạn liền siêu phạm nhập thánh Liền đem trình độ Đời sống của chính mình Nâng lên đến Phật Bồ Tát Trên Kinh Phật nói cho chúng ta Đều là người thế gian chúng ta Có thể làm đến được Người thế gian này chúng ta không làm được Phật quyết định không nói vậy thì nói ra chẳng phải là lời thừa sao? đó là trò đùa, Phật không nói những lời nói này. lời của Phật mỗi câu đều là chân thật. cho nên ở trong câu nói này chúng ta phải đặc biệt chú trọng sáu chữ này: trí tâm tính nhạo thiện căn. Chúng ta hồi hướng cầu sanh tịnh độ Chính là sáu chữ này Nếu như chúng ta không có sáu chữ này Chúng ta lấy cái gì để hồi hướng Mỗi ngày đọc kệ hồi hướng Nguyện dị thử công đức Công đức gì vậy? Chí tâm tính nhào Sở hữu thiện căn là công đức nếu như chúng ta sáu cái chữ này thấy đều không có vậy nguyện vị thượng công đức câu nói này là lời trống không câu nói này là lời giả cho nên hồi hướng cũng là trống không do đó chúng ta cần phải có công đức chân thật hồi hướng nguyện cầu mới có thể đến được viên mãn. Đây là điều kiện quan trọng. Đại sư Ngậu ích trong yếu giải nói rất hay. Có giảng sanh được hay không? Chính ở có tính nguyện hay không? Vậy mới nói giảng sanh Có thể giảng sanh hay không Chính ngay chỗ này Phẩm vị cao thấp Quyết định ở công phu niệm Phật sâu cạn Không có nói bao nhiêu Nói cạn sâu Công phu niệm Phật của bạn sâu Giảng sanh phẩm vị cao Công phu niệm Phật cạn Phẩm vị giảng sanh thấp Cho nên sâu cạn hai chữ này chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội. Kinh văn đến chỗ này. Tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc liền quyết định được sanh. Chí ư niệm Phật. Đây là A Di Đà Phật chính mình nói. Nại chí thập niệm liền có thể giảng sanh. Cái thập niệm này, Tổ sư Đại Đức xưa nay nói cho chúng ta, chính là mười danh hiệu Phật. Nên gọi là mười niệm một niệm nhất định được sanh. Giảm đến thấp nhất là một niệm một niệm này là vào lúc nào khi vào lúc lâm chung cái niệm sau cùng là a di đà phật người này chắc chắn giảng sanh Nhật Bản có một phái họ chuyên môn chú trọng đến nguyện thứ mười tám các nguyện khác thầy đều không cần đến bình thường ở ngay trong cuộc sống thường ngày cũng không cần phải kiểm điểm vì sao vậy đến khi lâm chung một niệm sau cùng đó thì được rồi thì có thể giảng sanh ở trên lý luận nói thì nói được thông không có vấn đề sợ là đến sau cùng khi lâm chung niệm sau cùng đó Họ không niệm Phật thì làm sao Chúng ta phải nghĩ đến vấn đề này Không nên bị người ta gạt Họ gọi là gì vậy Gọi là bổn nguyện niệm Phật Bổn nguyện chính là chỉ nguyện thứ 18 Các nguyện khác đều không cần đến Bổn nguyện niệm Phật Có thể không có người giảng sanh Vì sao vậy Tâm không chân thật Quả nhiên Chí tâm tinh ưa bạn sẽ không chấp trước ở cái nguyện này. Bạn phải nên biết một nguyện chính là tất cả nguyện. 48 nguyện bất cứ nguyện nào trong đó đều bao gồm 47 nguyện khác. Mỗi nguyện như vậy. Nếu như vẫn còn những dòng tưởng phân biệt chấp trước này giữ lấy một nguyện này Đã hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa của Phật rồi Nhất là chấp trước bổn nguyện niệm Phật Chúng ta tu tình độ họ đều bài trừ Đều hủy bán Họ cho rằng Họ đó là tu học Pháp tình độ chân thật chúng ta đều đi sai rồi, đều không thể thành tựu. bán phật, bán pháp, bán tăng. phía sau nói được rất hay, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp, họ có thể giảng sanh không? họ không thể giảng sanh. bởi vì họ hủy bán chánh pháp, thì họ làm sao có thể giảng sanh? chỗ này vì chúng ta nhắc nhở không chỉ chúng ta tu tình độ không thể bán tình độ mà là đối với tất cả phật pháp đại tiểu thừa đều không được hủy bán vì sao vậy những phật pháp này đều là phật nói nếu bạn nói họ không phải phê bình họ thì bạn phê bình như lai không phải bạn phê bình người khác có loại ý niệm này tội danh hủy bán tam bảo liền thành lập làm sao bạn có thể giảng sanh thế tôn từ bi đến cùng tồn Sau cùng ở Hoa Nghiêm 53 đồng tham biểu diễn cho chúng ta thấy 53 vị thiện tri thức Pháp môn mà họ tu Mỗi mỗi đều không giống nhau Chúng ta ở trong đó tỉ mỉ mà quan sát Không hề Có hủy bán lẫn nhau Chỉ có tán thán lẫn nhau Tại vì sao tán thán lẫn nhau? Kinh Kim Cang mọi người đã đọc qua. Ở trên kinh Phật nói: Pháp môn bình đẳng không có cao thấp. Chỉ cần là Phật nói, là Bồ Tát nói. đều phải nên tán thán. Không được hủy bán. Hủy bán là gì vậy? là đoạn pháp thân huệ mạng của người khác người ta tu học pháp môn này bạn nói pháp môn này không tốt nói pháp môn này không thể thành tựu pháp môn này của tôi hay bạn đã phạm bồ tát giới rồi trong bồ tát giới nói tự khen mình chê người chẳng phải bạn phạm giới rồi sao hơn nữa việc hủy bán này Và không phải là hủy bán thông thường Hủy bán tam bảo Chúng ta chính mình cố gắng phản tỉnh Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày Tiếp xúc một số quảng đại quần chúng Có làm cái sự việc này hay không? Nếu như có làm sự việc này phải sám hối, chân thật sám hối. Không sám hối, cả đời này không thể thành tựu. Nghiệp chướng tập khí đủ nặng rồi, vẫn ngày ngày đang tăng thêm, vậy làm sao được chứ? Tiêu nghiệp chướng đều đã tiêu không nổi, ngày ngày vẫn đang tăng thêm tội nghiệp. Chúng ta niệm Phật Học Phật Từ nhiều năm đến như vậy rồi Không có tin tức gì Cái nguyên nhân này cũng xem là tìm ra được rồi Tâm của chúng ta không giống như tâm Phật Nguyện của chúng ta không phải nguyện của Phật Hành của chúng ta cũng không phải hành của Phật Tâm nguyện hành của chúng ta Đều là đang luân hồi Tâm luân hồi Tạo nghiệp luân hồi chúng ta làm ra là những việc này Chúng ta dùng là vọng tâm Không phải chân tâm Tính của chúng ta là giả tính Mê tính Chánh tính đều không thể nói đến Nhạo của chúng ta là nhạo ở năm dục sáu trần Vui ở tài sắc danh lợi Chúng ta lấy việc này làm vui không phải vui của phật bồ tát cách làm này không đọa địa ngục thì ai đọa địa ngục người xưa thường nói trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều lời nói này không phải mắng người lời nói này là sự thật Người xuất gia Mang nhãn hiệu của Phật Tiếp nhận cúng dường của tất cả đại chúng Trải qua ngày tháng rất thoải mái Vẫn là tâm luân hồi Tạo nghiệp luân hồi Vậy thì đọa vào A Tỳ địa ngục Vì sao vậy? Lừa dối như lai Lừa dối chúng sanh cái tội này còn gì bằng không không nên cho rằng tôi không có việc sai lầm nào không có làm việc gì sai không có lỗi lầm đợi đến khi vua diêm la tuyên bố cho bạn thì hối hận không còn kịp rồi chúng ta không nên đợi đến khi ông ấy tuyên bố chúng ta chính mình phải nghĩ tưởng trước xem Cho nên mười niệm ác sanh Chúng ta phải hiểu được chân thật nghĩa của nó Bốn nguyện niệm Phật Nếu như chân thật Thông đạt giáo nghĩa Họ nhất định không hủy bán Không luận bạn Nương theo bộ kinh luận nào Niệm Phật cầu sanh tình độ Thậm chí không nương theo kinh luận của Tịnh tông. Chúng ta ở trong kinh vô lượng thọ xem thấy, bạn thấy ba bậc giảng sanh trong kinh văn ở cái đoạn sau cùng, người tu học đại thừa, không luận tu học một tông phái nào, không luận tu học một pháp môn nào, chỉ cần đem công đức hồi hướng cầu sanh Tịnh độ, thấy đều có thể được sanh. Bạn thấy pháp môn này thật rộng lớn. hiện rõ ra a di đà phật chân thật là tâm bao thái hư lượng khắp pháp giới đối với tất cả chúng sanh hư không pháp giới không ai mà không được nhiếp thọ từ bi đến cùng tột làm sao có thể phê bình làm sao có thể hủy bán? cho nên chỗ này nói duy trừ ngũ nghịch hủy bán chánh pháp ý nghĩa này rất sâu rất rộng chúng ta chính mình phải rất cẩn thận giảng nhất không nên tạo ra cái nghiệp này chúng ta đến đạo tràng của người khác chỉ có tán thán chỉ có khiêm nhường cung kính Có một số người biết Có một số Pháp Sư Họ mời tôi đến Giảng dạy Cho tín đồ của họ Tại vì sao họ thích mời tôi vậy Họ biết tôi không phá hoại Pháp của họ Tôi tán thán Pháp của họ Các chị có rất nhiều đồng tu thấy được năm xưa tôi ở hồng kông pháp sư thánh nhất ở đại cổ sơn mời tôi đến đạo tràng của ông cùng với đồng tham đạo hữu kết pháp duyên ông là đạo tràng tu thiền tôi bước vào đạo tràng của ông đối với mọi người tán thán thiền tịnh độ không nhắc đến một chữ vì sao vậy người ta đạo tràng thiền tông đã tu học nhiều năm đến như vậy rồi Tán thán thiện Tán thán Pháp Sư của họ Tán thán phương pháp tu học của họ Tán thán đồng tham đạo hữu của họ Để họ càng tin tấn hơn Nhà Phật thường nói Thà làm động nước trăm sông Không đồng tâm người tu niệm chỉ có một số người vô tri vô thức đến nơi đó nói pháp môn của bạn khó e rằng không thể có thành tựu hay là niệm phật tốt hơn chẳng phải bạn đã làm tâm người loạn hết lên rồi sao không thể được mỗi người căng tánh không giống nhau không thể đem những người đó đều xem thành căng tánh của chính mình cho nên nhất định phải tự khiêm mà tôn người Chúng ta phải học 53 tham Của Hoa Nghiêm Ngày trước Pháp Sư Diễn Bồi Mời tôi diễn giảng Đến đạo tràng của ông Pháp Sư Diễn Bồi Tu tịnh độ Di Lặc Tôi đến chỗ đạo tràng của ông Tán thán Bồ Tát Di Lặc Tán thán tịnh độ Di Lặc Quyết không nhắc đến tình độ chi đà Đây là hiểu quy cũ Những quy cũ này Tôi lúc trước ở Đại Trung Theo lão cư sĩ Lý Bình Nam Lão cư sĩ Ngài dạy cho tôi Nhất định không nên phá hoại tu hành của người khác không nên phá hoại chánh niệm của người không luận tu học một pháp môn nào đều là chánh niệm hiện tại chúng ta ứng dụng được càng rộng chúng ta tiếp xúc rất nhiều tôn giáo khác chúng ta tiếp xúc thiên chúa giáo tán thán thiên chúa giáo tiếp xúc hồi giáo tán thán hồi giáo họ đều là chánh pháp. Thực tế ra mà nói, mục sư của Kitô giáo, a hồng của hồi giáo, trong mắt của tôi thấy họ đều là hóa thân của Phật Bồ Tát. Tiếp độ những loài chúng sanh căn tánh đó, phải dùng những phương pháp đó để độ họ. Phật Bồ Tát tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp. Chúng ta làm sao dám xem thường? Phàm phu chỉ có một mình ta, đó đều là hóa thân của Phật Bồ Tát. Chúng ta dùng tâm gì để đối đãi? Tâm hiếu thuận, tâm cung kính. Giống như hiếu thuận cha mẹ, cung kính chư Phật vậy. Chúng ta mới có thể thành tựu Cái quan niệm này không thể chuyển đổi lại Tu học Phật Pháp liền có chướng ngại Liền sẽ có khó khăn Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây thôi A-di-đà Phật cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail cho cơm người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tính niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này Trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu cổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc Nam mô A Di Đà Phật.